En España la juventud. Where do Chinese people like to travel? Pequeños. Hoy en España deporte más popular que gusta. Boa tarde. Minha primeira pergunta é: como é a culinária no dia a dia da China? Xin chào tất cả mọi người, mình là Tiểu Thân, đang là du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc và mình đang tham gia thử thách App China Expert. Và lần này mình nhận được một câu hỏi rất là thú vị đến từ một người bạn nước ngoài về ẩm thực Trung Quốc. Và theo mình tìm hiểu và được biết thì ẩm thực Trung Quốc có nhiều trường phái ẩm thực khác nhau. Trong đó ẩm thực Sơn Đông hay còn gọi là Lỗ Thái là một trong 8 trường phái ẩm thực của Trung Quốc, chủ yếu là chỉ các món ăn của tỉnh Sơn Đông. Và đặc điểm chung của ẩm thực Sơn Đông đó là tươi mềm và có hương vị thuần khiết. Nơi mình đang đứng là Tỉnh Nam, đây là thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông. Và đây cũng chính là một trong những nơi khai sinh ra nên ẩm thực Sơn Đông. Và hôm nay mọi người hãy theo chân mình để cùng đi tìm hiểu sức hấp dẫn của nền ẩm thực Sơn Đông này nhé. Trước khi nếm thử ẩm thực Sơn Đông thì mình sẽ đưa mọi người đến bảo tàng Sơn Đông để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được một số vị đầu bếp rất là dễ thương đến từ 2000 năm trước nhé. Những bức tường bằng gỗ này được khai quật trên chính vùng đất này. Và các bạn có thể thấy là bức tường này là một vị đầu bếp và tay đang cầm dao và sắp đồ ăn. Trông biểu cảm rất là vui. Dưới bàn tay của vô số các vị đầu bếp ở nơi đây đã dần dần hình thành nên ẩm thực của Sơn Đông. Đại diện bởi ẩm thực Sơn Đông thường được bao gồm các hương vị địa phương của Tây Nam, Giao Đông và Tây Sơn Đông. Nguyên liệu chính của ẩm thực Sơn Đông thường là hải sản, thủy sản và gia súc. Về cách chế biến, ẩm thực Sơn Đông thường được xào trên lửa lớn. Thì lúc nãy mình vừa hỏi nhân viên thì người ta có giới thiệu cho mình một số món ăn đặc trưng của ẩm thực Sơn Đông. Chép chua ngọt, một món ăn nổi tiếng của Tây Nam. Thông thường cả chép chua ngọt sẽ được chế biến theo hình dạng như thế này, nhưng hôm nay ở đây người ta không chế biến theo hình đó nữa. Và trong truyền thống Trung Quốc thì cá vượt qua cổng rồng thì sẽ biến thành rồng, nó tượng trưng cho sự may mắn. Món cá này thì sẽ có vị chua và ngọt. Phía bên trong thịt cá rất là mềm và bên ngoài sẽ rất là giòn. Đây là món gân giò hến. Ở trong ẩm thực Sơn Đông thì không thể thiếu hến lá. Và ở đây có một vùng, đó là vùng Chương Khâu, có hến lá chiều cao bằng với chiều cao của mình, thậm chí là cao hơn. Gân sẽ rất là mềm bởi vì có hến lá, nó có hương vị rất là thơm, có hương vị rất là thanh mát. Bởi vì theo mình tưởng tượng thì gân sẽ rất là dai nhưng mà được người ta xử lý rất là tốt nên là gân rất là mềm và ngon ạ. Đây là món gà chiên giòn và bây giờ mình sẽ thử xem thử như thế nào nhé. Thịt khá là giòn, thịt rất là mềm, hình như là đã được ướp sẵn từ trước nên là thịt của nó rất là đậm vị. Sủi cảo là món ăn không thể thiếu của người Sơn Đông. Ở Sơn Đông giáp biển nên là có rất là nhiều loài cá, nên người dân địa phương thường sẽ dùng các loài cá để làm nhân sủi cảo. Người Trung Quốc thì rất thích sử dụng kiểu bàn tròn như thế này. Lúc ăn thì có thể xoay các món rất là tiện. Mình rất muốn thử các món khác của ẩm thực Sơn Đông nhưng mà hôm nay mình đã ăn rất là nhiều món rồi nên không thể tiếp tục ăn được nữa. Và món mình yêu thích hôm nay đó là cá chép chua ngọt vì rất là ngon. Mình cảm thấy ẩm thực Sơn Đông phù hợp với đa số khẩu vị của tất cả mọi người. Và video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như mọi người có cơ hội thì hãy đến Sơn Đông để khám phá và trải nghiệm ẩm thực nơi đây nhé. Bye bye.